Golden State Seamus Check lần thứ hai đó quý vị. Về cái chương trình PEBG 2.0 hay còn gọi là tiền ăn cho trẻ em hoặc là chương trình thực phẩm khẩn cho trẻ em trong cái mùa dịch này, tiểu bang California thì có một số bạn hỏi Ngọc là vì sao chưa nhận, cái lịch gửi như thế nào, có một số nói là đã nhận được rồi. Ngoài ra thì Ngọc thấy trong cái ngày hôm nay là cái ngày thứ hai, ngày 20 tây tháng 9 á, thì có một cái tin rất là mới về vaccine dành cho trẻ em ở độ tuổi là 5 đến 11 tuổi. Đó là vaccine của công ty Pfizer BioNTech. Cali thì ngày hôm nay cũng có một cái tin nữa, đó là cái số người chích vaccine là càng ngày càng nhiều và ở cái mức là người ta rất là lạc quan, người ta rất là vui, và đặc biệt là ca nhiễm ở Cali hiện giờ giảm rất là đáng kể. Thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị những cái thông tin này và hy vọng quý cô chú anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách là nhấn nút đăng ký nếu như quý vị chưa đăng ký, like và share giúp Ngọc nha quý vị. Thì trong cái video này Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là có rất là nhiều anh chị em đã nhận được tấm chắc 600, tấm chắc 500, tấm chắc 1.100 vân vân. Quý vị thấy không? 2-3 ngày nay rồi là rất là nhiều người đã nhận rồi. Nếu như quý vị chưa nhận thì quý vị có thể coi lại cái video trước và xem thử cái lý do vì sao. Ngọc xin nhắc lại, quý vị phải có đi làm, có cái CAG AGI thì quý vị lấy cái form thuế, cái giấy thuế 540 ra, dòng số 16-17 thì quý vị sẽ thấy được tùy theo cái 540 nào nha. Phải dưới 75.000 hoặc bằng 75.000. Đợt 1 người ta gửi ra vào ngày 27 tây tháng 8. Đợt 2 người ta gửi ra khoảng 2 triệu tấm chắc vào ngày 17 tây tháng 9. Và đợt 3 dự kiến người ta sẽ gửi ra vào ngày 5 tây tháng 10. Như vậy nếu như đợt 1, đợt 2 quý vị chưa nhận thì đợt 3 quý vị có thể nhận trong cái group này, cho nên là quý vị cứ chờ nếu như quý vị chưa nhận. Những cô chú nào mà lãnh tiền hưu mà không đi làm, không khai thuế gì hết thì cô chú sẽ không đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc của Cali cô chú nha. Rồi bây giờ đối với cái thông tin về vaccine đó, thật sự ngày nào Ngọc cũng tìm hiểu về cái thông tin của vaccine cho cái độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Đây là cái độ tuổi của con Ngọc. Thì Ngọc có hai đứa, một đứa 7 tuổi, một đứa 10 tuổi. Thì tại vì tụi nó dưới 12 tuổi cho nên đâu có được chích, chưa có đối tượng tuổi được chích. Mà hiện giờ Ngọc cũng theo dõi thử nó có an toàn hay không. Tại vì độ tuổi trẻ em, rồi mình cũng lo đúng không vậy cha? Ở độ tuổi nào cũng vậy. Từ 1 tuổi đến bao nhiêu tuổi lớn rồi cha mẹ cũng lo đúng không vậy. Thì ngày hôm nay tức là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 9 thì có một cái news release, tức là người ta đã thông báo một cái tin rất là mới liên quan đến cái liều nhỏ của công ty Pfizer BioNTech đã cho thấy là một cái số gọi là cái dữ liệu, một cái data nó cho thấy là cái vaccine cho cái độ tuổi này hiện giờ đảm bảo được cái tính an toàn. Và khi mà chích vào, nó tạo được một cái số lượng kháng thể để chống lại cái con COVID này. Thì đây là một cái thông tin khá là khả quan và khá là vui đúng không quý vị? Hiện giờ thì bên công ty Pfizer BioNTech vẫn chưa trình đơn lên cho FDA. Cho nên mình cũng chưa có biết là có được chuẩn thuận hay không. Dự kiến là khoảng cuối tháng 9 này người ta sẽ trình đơn lên cho FDA. Rồi sau đó có thể khoảng đâu đó khoảng gần cái ngày Halloween á, tức là khoảng giữa cuối tháng 10 thì sẽ được cái kết quả và hy vọng sẽ được cho phép sử dụng khẩn cấp cái vaccine cho cái độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi này. Khi mà người ta làm trial, những cái thử nghiệm trên trẻ em ở độ tuổi này á, là người ta thử hai liều, mỗi liều như vậy là 10 microgram và cách liều thứ nhất và cách liều thứ hai là 3 tuần. Thì bây giờ người ta cũng đủ cái full cái data, ok, cái data nó đủ rồi, nó đủ sức thuyết phục. Thì đó là cái thông báo của ngày hôm nay liên quan đến cái vaccine. Thì Ngọc thực sự Ngọc với cái tư cách của một người mẹ thì Ngọc cũng đặt rất là nhiều câu hỏi là mình có nên cho con mình chết hay không khi mà có vaccine. Thực ra đối với bản thân Ngọc thì cái lúc mà chích vaccine đó, thì Ngọc cũng đặt nhiều câu hỏi lắm. Ngọc cũng hỏi bản thân mình, chồng Ngọc thì ông có vaccine thì tôi đi chích vậy thôi, nhưng mà Ngọc thì Ngọc hơi lưỡng lự đó. Thì nhưng mà cuối cùng Ngọc cũng chích rồi. Bây giờ thông tin ở Cali á quý vị, thì Ngọc có thấy dạo này Cali có rất là nhiều cái tin tức
liên quan đến tiền, liên quan đến Covid, liên quan đến cái việc là bãi nhiệm ông Newsom vân vân. Ngày hôm nay Ngọc thấy cái tin này nó khá là lạc quan, tại vì nó đi theo đúng hướng mà mọi người đang mong đợi, tức là cái tỷ lệ người chết vaccine hiện giờ người ta nói tại cái thời điểm của ngày thứ bảy á, là trên 75% dân Cali đã chích vaccine rồi. Đó là theo cái State Health Department, theo Newsom thì ngày 18 tây tháng 9 thì ông nói rằng là trên 70%. Health Department thì nói 77%, thì ông Gavin Newsom là trên 70%, tức là 77 thì trên 70 rồi, đúng không quý vị? Đó, thì nói chung là khoảng đâu đó 77% dân Cali đã chích cái liều thứ nhất rồi. Còn không biết là cái số phần trăm mà đã chích đầy đủ hai liều, fully vaccinated, tạo kháng thể rồi thì không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đây là một cái con số rất là tốt, đúng không quý vị? Hiện giờ người ta đang muốn là 90% lận kia, nhưng mà không biết là có đạt được cái con số này không. Tổng thống Biden thì hiện giờ đang thúc đẩy push push push, đúng không quý vị? Thúc đẩy làm sao càng nhiều người chích vaccine càng tốt, thậm chí là bây giờ họ cũng ra những cái quy định mới, những cái người mà nước ngoài họ bay vào, họ đi máy bay, họ vào Mỹ á, thì cũng có những cái yêu cầu về chích vaccine vân vân. Cái đặc biệt ở đây Ngọc thấy á, là cái ca nhiễm ở Cali là hiện giờ là giảm rất là đáng kể, gần như là thấp nhất trong cái mùa đại dịch luôn á. Thì cái đợt của tháng 12 năm 2020 là khoảng là cái ngày khoảng ngày ngày mấy không nhớ, nhưng mà khoảng tháng 12 năm 2020 á, thì Cali là cái tiểu bang đầu tiên đạt cái mốc là 2 triệu ca nhiễm Covid. Cho đến tại cái thời điểm của ngày hôm nay á, sau 9 tháng sau thì họ có thêm khoảng gần như cái con số này là gấp đôi rồi, 4,4 triệu ca nhiễm. Nói chung là khá là nhiều, đúng không quý vị? Nhưng mà hiện giờ nói chung là nó giảm, nó nhiều nhưng mà nó đang chịu hướng nó giảm thì cũng rất là ok rồi. Đối với cái tiền ăn cho trẻ em ở cái độ tuổi là dưới 6 tuổi và độ tuổi là đi học từ K đến lớp 12, kindergarten đến lớp 12, thì có một số anh chị là cũng đã nói với Ngọc là nhận được tiền rồi. Ví dụ như 2 ngày trước thì có bạn này, bạn nói là đã nhận vào ngày 17 tây tháng 9 cái chương trình, cái thẻ của cái chương trình PEBT 2.0, 2.0 quý vị nha. Đó, thì cũng cảm ơn bạn này đã đưa tin. Rồi có một bạn nữa nói rằng là California sao chưa thấy cái tiền PEBT 2.0 vậy? Thì hiện giờ Ngọc sẽ trả lời cái câu hỏi này, và những ai mà đã nhận được rồi thì Ngọc cũng hy vọng là quý vị cho Ngọc biết là trên cái thẻ đó nó có để cái chữ là PEBT 2.0 hay không, và cái số tiền quý vị nhận được là bao nhiêu chẳng hạn như vậy. Quý vị nếu như được thì quý vị hãy chia sẻ, tại vì nhiều khi quý vị không muốn chia sẻ những cái thông tin này thì ok không sao hết quý vị nha. Rồi bây giờ quý vị chưa nhận được thì quý vị phải lưu ý cái lịch gửi của Cali như thế này. Cái lịch gửi của Cali á, là người ta sẽ dựa vào cái hồ sơ CalFresh của quý vị. Nếu như mà gia đình của quý vị có con young children, tức là không có ở độ tuổi đi học á, mà nhận CalFresh khoảng thời gian những cái tháng của tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, thì cái số tiền cái thẻ này sẽ được gửi tự động ra vào khoảng tháng 7 năm 2021 và liên tục như vậy đến tháng 8. Như vậy cái độ tuổi này ở cái nhóm này thì họ đã gửi ra rồi nè. Nếu như quý vị chưa nhận được thì quý vị hãy gọi cái số là 877 328 9677 từ 6 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Còn nếu như mà những em nào mà ở cái độ tuổi đi học đó mà nhận, gọi là những cái em nào mà ở độ tuổi đi học, thì cái thẻ PEB 2.0, PEBT 2.0 này sẽ tự động gửi ra bắt đầu từ đầu tháng 8 năm 2021 và xuyên suốt cho đến tháng 11 năm 2021. Cho nên thì nếu như mà con em của quý vị mà đang ở độ tuổi đi học thì quý vị phải đợi từ nay đến tháng 11 năm 2021, người ta gửi từ tháng 8 đến tháng 11 nha quý vị nha. Đó là cái chương trình PEBT 2.0. Nếu như mà quý vị đã nhận được rồi thì có thể là quý vị
nằm trong cái khoảng là tháng 8, tháng 9. Còn nếu như quý vị chưa nhận được thì quý vị cứ đợi thôi. Thậm chí người ta nói á, là đối với những em nào mà ở cái độ tuổi mà không có ở độ tuổi đi học, tức là dưới 6 tuổi chẳng hạn, thì sẽ xét những cái trường hợp, cái nhóm nhóm lúc nãy Ngọc nói, cái nhóm đầu tiên ha, nhóm đầu tiên là nhận CalFresh từ tháng 10 đến tháng 1 năm 2021. Cái nhóm thứ hai á là cũng dưới 6 tuổi luôn nhưng mà nhận CalFresh từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, thì cái số thẻ sẽ được gửi ra vào tháng 11 năm 2021. Cho nên là quý vị coi thử cái trường hợp gia đình của mình là rơi vào cái trường hợp nào. Còn tất cả những ai mà vẫn không nhận được cái thẻ gì hết thì người ta sẽ gửi những cái nhóm còn lại trong vòng khoảng đâu đó là tháng 12 năm 2021. Cái chương trình này quý vị không có cần phải nộp đơn gì hết. Người ta đã có cái hồ sơ của quý vị rồi và người ta bây giờ gửi ra thôi. Quý vị nha, không có cần sign up, không có cần nộp đơn gì hết. Mỗi thẻ như vậy là cho mỗi em và cái đợt này họ đều gửi ra thẻ mới là thẻ PEPT 2.0 quý vị nha. Cho nên là câu trả lời của Ngọc á là quý vị phải coi thử quý vị nằm trong cái nhóm nào, có thể quý vị phải đợi tới tháng 11, tháng 12 mới nhận được cái số tiền này. Khi mà nhận được thì đừng có vứt cái thẻ nha quý vị nha. Quý vị phải 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 gọi activate cái thẻ rồi xài, nếu như mà xài không hết thì quý vị để dành, tại vì cái thẻ này nó sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Còn đối với cái chương trình PEBT mùa hè đó thì sẽ được 375 và nó sẽ tự động cộng vào cái thẻ PEBT 2.0 của mình. Quý vị giữ thẻ để người ta cho thêm cái chương trình mùa hè của năm 2021 nha quý vị nha. Cái chương trình mùa hè của năm 2021 thì người ta sẽ gửi vào tháng 12 năm 2021. Như vậy nếu như quý vị vẫn còn thắc mắc thì Ngọc nghĩ rằng quý vị nên gọi cái số 877 328 9677. Ngọc thì Ngọc chỉ biết tới đó thôi, và nếu như mà Ngọc biết thêm thông tin thì Ngọc sẽ làm video chia sẻ quý vị nha. Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo, và hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc quý vị. Bye bye now.